chọn bộ ảnh Giáng sinh đáng yêu của con trai Ngô Kiến Huy bên gia đình Thanh Thảo. Ngoài cậu bé Zaki thì con gái của Thủy Anh và em bé vừa chào đời của Thanh Thảo cũng xuất hiện trong bộ ảnh này. Mới đây trên trang cá nhân, giọng ca búp bê vừa đăng tải những khoảnh khắc rực rỡ của tổ ấm nhân dịp Noel sắp đến. Thanh Thảo tâm sự, thương chúc cả nhà Giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc, love. Theo đó, nữ ca sĩ đã khiến nhiều khán giả thích thú. Bởi bộ ảnh đáng yêu của gia đình cô với sự tham gia của hai vợ chồng cùng các con. Thay vì mỗi năm nữ ca sĩ chỉ chụp ảnh Giáng sinh với cậu con trai, thì năm nay lại có thêm hai cô công chúa. Cả ba thiên thần đều được bố mẹ chỉnh chu cho trang phục đỏ rực để chụp cùng ông già Noel. Trong khi hai chị đều rất hớn hở, cô bé nhỏ nhất lại khá ngơ ngác. Được biết, đây là năm đầu tiên của con gái Thanh Thảo được đón Giáng sinh. Chính vì thế mà cô phải lưu giữ các hình ảnh đặc biệt này cho bé. Zaki Minh Trí là con trai của Thủy Anh và Ngô Kiến Huy. Tuy nhiên, giữa cả hai có nhiều câu chuyện không hay và ngay từ nhỏ cậu bé đã được Thanh Thảo nhận chăm sóc. Cô yêu thương nuôi nấng con trai rất kỹ lưỡng, gần như trách nhiệm nuôi dưỡng và liên quan đến con đều do cô đảm nhận. Còn bé gái chính là con của Thủy Anh và chồng Việt Kiều. Sau nhiều chuyện đau khổ trong tình cảm thì cô cũng đã có một cuộc sống khá viên mãn ở Mỹ và các con thường xuyên được gặp gỡ vui chơi với nhau. Ở tuổi 41, Thanh Thảo thực sự hạnh phúc khi vừa sinh được con, tổ ấm cũng có đủ nếp đủ tẻ. Sau một thời gian ở ẩn thì gần đây cô đã bắt đầu chạy show trở lại.